Rồi, shop đồ coin 7 xin chào cả anh em ha. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 1, em sẽ lên kỳ là 180 nha anh em. Kỳ 180 này á thì là nó là tất cả là cần lua hết nha. Tất cả là đồ lua hết, là cần lua, máy lua. Thì cần máy ngang có, máy ngang thì bữa nay em chỉ có là hai bộ thôi. Một bộ là máy ngang tay trái và một bộ là máy ngang tay phải. Bộ máy ngang tay trái này á là chung là máy đẹp nha. Đó, máy đẹp. Tay trái nữa, bãi mà máy tay trái thì nó rất là hiếm nha anh em. Đó. Cần á thì hôm nay độ dài cũng là khá là nhiều size, như là 2m7 có, 2m6 có, 2m1, 2m8. Bữa nay có m2 luôn, là mấy cây cần UL nè. Bữa nay đặc biệt là có 4 cây UL. Đó, 4 cây UL này nó cho anh em là chơi là lui suối rồi đó. Là cũng có nhiều anh em thích UL lắm. Bữa nay có cây dây trong nữa. 4 máy nha, bữa nay có 4 cái máy. 4 cái máy thì 4 máy lua hết. Đó. Cho anh em là muốn chơi mà muốn chưa có máy á, thì anh em chọn một máy vô vô cần là anh em nào ưng ý ha. Thì hôm nay thì phí ship mặc định đó, phí ship mặc định bên em là 40.000 một đơn. À, tại vì em bỏ ống nước vô, bỏ vô ống nước cho đi ship cho anh em. Đó, thì 40.000 một đơn. Thật sự ra thì ship là buộc ống nước đồ vô là một đơn á là trên 50.000, nhưng mà em lấy động giá cho anh em là 40.000 thôi. Thì anh em nào chốt 2 đơn trở lên em sẽ miễn phí ship cho anh em ha. Chốt 2 đơn trở lên là sẽ miễn phí ship. Rồi, ok, nói chung giá hôm nay cũng giá là bình dân lắm anh em ha. Hàng nói chung là hàng carbon hết. Và cần lua này là carbon hết nha, chứ không phải hàng thiếp nha anh em. Tất cả là carbon fan Fuji hết nha. Rồi, ok, lên đồ nha anh em. Đây. Và số 1 này em có bán lẻ cần và máy luôn nha. Anh em nào muốn mua máy lẻ hoặc là cần lẻ thì em sẽ lẻ bán luôn nha. Còn anh em mà chốt bộ thì chốt nguyên bộ. Tại vì một bộ nó thì giá nó cũng tầm trung. Đó, anh em là có cần rồi hay là có máy rồi thì anh em chốt lẻ nha. Cây này là một cây cần trước nha. Nói chung bộ này là bộ đai qua luôn. Nó là một bộ là máy đai qua, cần đai qua luôn nha. Đây, cây này là cây đai qua Phantom. Đây qua Phantom, dòng carbon 2 da, sắn da gắn nè ha, sắn ít da gắn nè. Đó, dòng carbon 2 da. Cây này độ mới rất là cao ha, cây này độ mới tầm 90%. Còn rất là đẹp luôn. Cần này được sản xuất ở Taiwan nha anh em, in Taiwan. Thì thông số của cây cần đây. Thông số của cây Phantom này á thì nó là 5.6, tương đương dài của nó là tầm 1m68, là coi như 1m7 đi ha. Mét 68. Đó, lua của nó là 5 đến 18 gram. Like của nó là 6 đến 14 lb. Cây này nó độ cứng tương đương là M nha nè. Độ cứng tương đương là M. Rồi con máy đây, cần là cần cái cán này. Cán này cán súng. Kêu bằng cán súng mút. Đó, bát thì anh em dặn cái bát thì anh em dặn cái dòng này nha. Đó, Phantom thì nó đặc biệt, Phantom nó làm cái bát đó rất là chuẩn, là nó dẫn cái này nè. Ha. Con máy là một con máy tim đai qua hàng Japan nha. Con này là hàng mắc in Japan luôn. Con tim đai qua X, ratio của nó là 6.3. Đây, con này chạy rất là mượt nha anh em. Con này chạy mượt lắm. Ha. Đó. Tim đai qua 105HVL là con này tay trái nha. Con này được. Con này sử dụng bên tay trái. Đây có chỉnh bon đầy đủ luôn ha. Tất cả ok hết. Con máy này cũng còn khá là sáng nha. Con này còn cũng rất là mới, chỉ có sức nhâm thôi. Nó ratio nó tới 6.3 luôn. Phen dây của nó là bằng sứ gòn luôn. Thì bộ này mà máy đi. Máy là 1.4 triệu nha. Con này máy là 1.4 triệu. Cần là cây cần này có giá là 850 ha. Máy là 1.4 triệu, cần là 850 nha anh em. Anh em nào mua bộ thì chốt nguyên bộ luôn. Nguyên bộ thì để cho anh em là 2.2 triệu thôi ha. Nguyên bộ thì 2.2 triệu, sẽ lẻ cần là 850, máy là 1.4 triệu nha. Đó. Cây cần này dài 1m là 1m68 1m7 nha anh em.
chỗ cứng là đây, tem Nhật luôn, chỗ cứng là M nha, nó lợi nhất lợi cho anh em. Rồi ok nha anh em, bộ này còn rất là mới đó. Rồi mã số 2, tem mã số 2, mã số 2 là một bộ lua, bộ lua máy ngang. Rồi, được sử dụng bên tay phải nha, tay quay là bên tay phải. Con này là một con Daiwa Japan nha, Gatio con này là 5.2 đó, thấy không? Con này là B đúp 2 ha, máy còn hoạt động khá chu trơn nha nè, rất là mượt luôn. Thì đi kia cây cần, một cây cần này là cần của Korea, cây này được sản xuất ở Hàn Quốc ha. Đây thông số của cây cần này là lua là 3/16 đến 1/2 OZ, lai là 6-10 là B. Cây này của hãng Suzumi, cây này hãng Suzumi, độ cứng là tương đương là ML ha, độ cứng tương đương là ML, độ dài của nó là cũng dài là 5.6 là tương đương là 1m68 luôn. Thì bộ này em để cho anh em giá là giá bữa nay giá rẻ bộ này cho anh em chơi nha, 600k thôi. Bộ này là để cho anh em giá là 600k cho anh em chơi ha. Bộ này mà mã số là mã số 2, 600k là anh em có một bộ lua máy ngang rồi ha. Đó, 600k số 2. Rồi tới mã số 3. Rồi lưu lên cần lua nè, cần lua mã số 3. Mã số 3 là một cây cần lua dài, độ dài này rất là nhiều anh em thích rồi nè, 2m7 nha anh em. Cây này độ dài 2m7, một cây là size stick. Đây thông số của nó đây, 9 feet là tương đương là 2m7, dòng là phiên bản đặc biệt luôn nè, Mexico. Lua của nó là 24-12 LB, lua là 3-14 gram, nó để 3-14 gram, nhưng mà thật sự cây này nó là độ cứng là M nha nè. Cây này có đọt khá là cứng nha, đọt này cứng á, cứng là tương đương là M á. Cây này anh em là đánh nháy thật được nha, cây này anh em đánh nháy thật được, nhắc lại cho anh em đó. Đây cây này nó là màu đen nha anh em. Cây cần carbon nha, phen là phen bass Fuji nha, đặc biệt của nó là phen bass Fuji hết nè, Fuji, phen là phen Fuji luôn, có đóng chữ Fuji ở trên cái phen nha, anh em yên tâm đó. Bu nè, nguyên bản nha, không mắc cho anh em một phân nào luôn đó. Đây một cây cần này màu đen. Thì cây này em để cho anh em giá là 950k nha anh em, cây này có giá là 950k. Mã số của cây này là mã số, cây này có mã số là mã số 3 nha, cần lua mà blue 7 mà 2m7 mấy đứng nữa, nói chung là về đếm trên đầu ngón tay thôi, rất là ít luôn nha anh em. Mà được cái bộ phen Fuji nữa, phen bass là Fuji nữa thì quá là ok, độ cứng M cũng khá là chuẩn rồi. Nó 950k nha anh em. Mã số của cây này là mã số của nó là mã số 3. Rồi ok, tới lên mã số khác. Rồi tới mã số 4. Đây mã số 4, một cây cần lua này là em nghĩ là một cây cần dựng của nó nè. Cây này của bên đó nó dựng nè, là nó không có thông số, cần dựng là nó không có thông số hết trơn nè. Anh em thấy không, cái phôi rất là đẹp luôn, một cái phôi carbon nè, đen mà đen bóng đẹp lắm. Cây này có một cái lỗi nha, nói chung cây này có một cái lỗi, em sẽ nói lỗi sau, em giới thiệu cận trước đi. Đi cây này đi với bộ phen là phen bass Fuji nha, bộ phen Fuji xích nha anh em. Đây bộ phen của nó là Fuji xích chân trắng, phen đều ba cũng to nữa nè, cái phôi cận còn đẹp lắm nè, cái phôi cận còn rất là đẹp nè, thấy không, bass là Fuji thêm vàng luôn nè, cán là cán ba khúc luôn ha. Đó thì cây này độ cứng của nó là MH nha anh em, cây này cứng MH, bu là bu chống sắn luôn nè, bu xích chống sắn luôn nè, thấy không. Đó thì cây này nó là đây, nó có một cái lỗi ở đây là cái chỗ cái đầu lóng này nè, cái đầu gốc này nè, cái đầu gốc này nè, này nó một tét nhẹ ở đây đây à, ha, ha. Nó gân nhẹ một cái đường nè, anh em thấy không, thấy gân nhẹ một cái đường ở đây không ha. Nó nè, nó à, có cái nói chung cần lỗi sao em nói vậy cho anh em. Cây này gốc chùm ngọn, phải ngọn chùm gốc nha, ngọn chùm gốc là anh em đút vô đó, anh em đút vô là nói chung ở trên đây nó không sao, anh em yên tâm đi đó, vô là bình thường nha. Nè cây cặn vô cái là cứng khừ luôn nè, anh em thấy không nè, nó lấy hai tay em đè luôn nè, cứng khừ luôn, thấy không,
đó, anh em mà không quan tâm chỗ đó thì anh em lấy nha. Đây, bộ khoen vui di xích khá là ngon. Thì cây này có độ dài của nó là 2m6 nha. Cây này nó là cần dựng nha, nên hai khúc này không có bằng nhau nha. Đây, hai khúc này không có bằng nhau nha, nhớ nha. Nó là cây cần dựng. Nó là cứng là MH. Cây này đánh nháy thật được bao phê luôn. Nó dài của nó là 2m6. Thì cây này để cho anh em giá, thì nó có một cái lỗ nhẹ, thì để cho anh em giá cây này, để cho anh em giá là 800k thôi. Cây này 800k bộ khoen xích luôn, mà được cứng MH luôn, 800k thôi. Anh em lấy nhanh thì còn nha anh em. Đó, mã số cây này là mã số 4 nha, 800k à. Rồi, tới mã số 5. Đây, mã số 5 là một cây cần cũng là cái thương hiệu rất là ngon, im luôn. Quýt. View quýt gì đó. Thì cây này nó là cây nào mà có đóng cái mọc dưới đây là hàng xịn nha anh em. Đây. Cây này nó là tên của nó là Stanley Master. Đó, dài là 2 m. Cây này còn 2m2 nha. Không, em không biết thì cây này độ dài. À, cây này độ dài 7m6 là tương đương là 2m3. 7m6 thì tương đương là 2m28. 2m28 nha. Cây này mà 2m28. Đó. Thì cây này em nghĩ nó là một cây cần lưu mực quá. Đây. Trên đây thì nó có tháp trọt sở hữu tinh nè. Thấy không? Rồi, cần phen bát Fuji hết. Cây này bị gãy đọt nha. Cây này bị gãy tầm khoảng cỡ là 6-7 phần. Cây này gãy cho tầm 6-7 phần đó. Đây, nên nó có cái nó không có bu nè. Thấy không? Nó gãy rồi, nó không có bu nè. Cắt sát nè. Đó, càng sai em nói vậy nha. Em vẫn có một cái bu cho bu xích mà chống sắn luôn. Em sẽ cho anh em một cái bu xích chống sắn để anh em để vô cái cây cầm này ha. Có thể là em khi mà em gửi cho anh em, em sẽ làm luôn, em sẽ gắn vô cho anh em sẵn luôn, là một cái bù xích chống sắn nhỏ rất là ok, tương đối với mấy cái phèn luôn nha. Đó, cây này nói chung là hàng cũng ngon lắm á. Cây này em nghĩ là nó cặn lua mực quá. Đây, cây này tương đương là cứng rồi, cứng nó tương đương là ML như nè. Cây này cũng đứng ML nó. À, cây này lua rất là ok luôn á. Thì cây này nó lỗi gì thì em để cho anh em giá rẻ cho anh em chơi nha. Cây này để cho anh em giá là 650 thôi. Cây này 650 nha. Độ dài cây này còn 2m2 nha nè. Cây này còn dài 2m2 mấy đó. Tầm khoảng 2m22, 23 gì đó ha. Đó, độ dài 2m mấy thì quá là ok rồi. Thì 650 nha nè. Cây này mã số của nó là mã số ủa, cây này bắn mã số mà không có gì. 245, cây này mã số 5 nha anh em. Cây này mã số 5 nha. Rồi, tới mã số 6. Đây. Mã số 6 là một cây cần cây này quá ok. Ở cây này Rhino. Một cây Rhino nè. Rhino này cũng Ryobi nha anh em. Cây này hãng Ryobi, cán là cán bằng luôn, cán gỗ bằng. À, rất là nhẹ, mấy cây cán gỗ bằng thì rất là nhẹ. Anh em thích rất là nhiều, anh em thích mấy dòng cán gỗ bằng này nè. Thì cây này của hãng Ryobi, hàng được sản xuất ở Korea xuất Nhật nha nè. Tem Nhật đầy đủ nha. Đó. Đây, cây này thông số của nó là cây này cây này độ cứng M luôn, quá ok rồi. Cây này dài 6,5 tương đương là 1m95 nha. Rồi. Giờ cây này 1m95 nha nè. Lua của nó là 1/8 đến 3/8 OZ nha. Lai của nó 6 đến 12 LB. Thì cây này độ cứng M ha. Bộ phen là phen bát là Fuji hết nha anh em. Phen bát Fuji. Đó, bộ phen Fuji chân xám nè. Phen xì xì xám. Đây nguyên bản nha. Cây này anh em về chà keo, anh em về anh em vệ sinh keo ra là mới chát luôn. Đó, cây này độ cứng M. Ha, 1m95. Wow. Độ dài này quá lý tưởng rồi. 1m95 luôn. Đó. Thì cây này để cho anh em giá của cây này là để cho anh em giá là 750k nha anh em. Cây này độ cứng M luôn, để cho anh em là 750k. 1m95. Đó, cây này mã số của cây này là mã số 6 nha. À, cây này mã số 6. Đây, cho anh em coi lại một cái tổng thể với cây cần. Nha.
1m95 anh nè, độ dày quá lý tưởng rồi. Đó. Rồi, 750k, mã số là mã 6. Đây, mã số 7 rất đẹp luôn. Đây, mã số 7 nè. Đây, mã số 7 là một cây cần lua máy đứng tiếp. Cây này màu bạc nha, còn rất là mới luôn. Đù, độ cứng loa M nữa nè. Quá đấy, ok. Cây này của hãng Suzumi, là hàng Korea nha anh em. Cây này của hãng Korea đây, Made in Korea đây. Nó dòng Korea xuất nhập tiếp. Thì khoen bát cũng là Fuji luôn. Đây, khoen bao lộn bát là bát này bát theo cặn nha. Bát của nó bát chuyên lua. Đây, bộ khoen Fuji còn rất là mới luôn. Xứ là xứ nâu. Thì cây này nó là cái bu nó là bu Fuji luôn nha anh em. Bu cũng là Fuji luôn, có đóng chữ Fuji nè ha. Đây. Nó tại vì nó bị ba màu hay gì thôi, cái bu này nè nó bị bay màu quá, nhìn nó hơi cũ xíu nha. Đó, nguyên bản hết nha anh em. Đó, thì cây này nó làm dài 1m, độ dài của nó đây, thông số của nó. Ô, cây này nó không thể thông số hết ta, nó để chỉ M thôi. Thì chắc M thì bằng thông số của cây số 6 thôi ha. Thì cây này nó là dài 1m8 nha. Cây này dài 1m8 nha anh em. Đó, 1m8 M. Đấy. Thì cây này có giá của nó là mấy cây này để rẻ cho anh em chơi bữa nay ha, 550 thôi. Cây này là 550 nha nè. Mã số của cây này là mã số ha. Đó, mã số của cây này là mã số 7 nha. Cây này mã số 7 nè, 550k một cây cần lua mét 8 nha anh em. Đây. Đó, đầu cứng là M. Rồi, tới mã số 9, quay là mã số 7 chứ. Mã số 7 rồi tới mã số 8. Đây, mã số 8 cũng là một cây cặn lua máy đứng tiếp. Đây, cây này của hàng Alpha Tuckle. Thì nó là dòng là hàng Korea xuất Nhật luôn ha. Tem vàng luôn ha. Tem Nhật luôn. Đó. Khoen cũng là Fuji luôn nha anh em. Khoen Fuji luôn. Đó, cái bu thì nó cũng bị phai màu luôn nè. Ha. Bu Fuji luôn á. Đây. Này, tổng thể cây cặn. Dài cây này cũng dài 1m8 luôn nha anh em. Dòng này là spin. Đó. Thì độ cứng nó cũng tương đương cây này thôi. Độ cứng là M luôn nha anh em. Độ cứng là M luôn, tương đương cây này. Thì giá của nó là cũng là 550 một cây luôn ha anh em. Cây này mã số của nó là mã số 8 nha, 550k luôn. Rồi, cái mã số 9. Đây, mã số 9 này mới VIP nè, anh em là mới lấy mã số 9 này nhanh thì còn nè. Một cây cần Nhật Daiko. Đây, một cây cần hãng Daiko. Đây. Daiko là của Nhật nha anh em, dòng nội địa Nhật nha. Cây này dài 1m8. Resistion gì đó. Cây này lua của nó là lai của nó là 6 đến 10 lb. Lua là 1/8 đến 3/8 OZ. Ha. Đây, bộ khoen bu dây xích luôn. Cây này thì quá là VIP rồi. Cán là cán gỗ bằng luôn. Bát là Fuji tem vàng. Ha. Đây, cán bằng luôn. Thì cây này ở đây nó có cái góc nó hơi xấu xíu nha, góc hơi chóc xíu đó, cũng không quan trọng lắm đâu. Đây, đây bộ phen của Fuji xích mà chân trắng nữa chứ. Đây, càng còn khá là mới nha, rất là mới luôn. Bu nè, bu rất là đẹp luôn anh em ơi. Đây anh em nhìn cái bu nè, bu xích luôn, nguyên bản luôn nha. Cây này có độ cứng của nó là, cây này khá cứng nha anh em. Cây này cứng trên M. Cây này cứng trên M xíu nha. Rất là nảy luôn. Đó. Cây này cứng trên M. Đây, bộ khoen Fuji xích nè. Thấy không? Đó. Cây Daiko Nhật Bản luôn. Thì cây này có giá là 800k ha. Cây để cho anh em 800k thôi. Mã số của cây này là mã số 9 nha nè. Đó, một của dàn fan bu di xích luôn, 800k cho anh em chơi. À, rồi ok nha nè. Mã số 9. Đây, mã số 10. Đây, mã số 10 là nguyên hộp luôn. Một cây Phantom còn hộp luôn. Dạ, cây này mới, siêu mới luôn. À, độ mới tầm phần trên 95%. Đây. Nè, rất là mới luôn, carbon hai da luôn nha anh em. Cây này là carbon hai da nha. Nè. Đó, y gan cây Phantom số 1 vậy đó.
nhưng mà nó là máy đứng nha, cây này máy đứng nha nè. Đây, bộ phen là phen Fuji luôn nha, phen bass là Fuji hết. Đây, một cây Phantom cũng đại qua, cây được sản xuất ở Taiwan luôn ha. Đây, rod carbon, dòng này dòng rod carbon nha nè. Đây tem vàng đây, đại qua thông số của nó đây. Cây này lua của nó là 4 đến 14 gram, lai là 4 đến 10 lb. À, ắc xanh của cây này là anh L ha, cây này độ cứng anh L. Đó, anh L nhưng mà khá cứng anh em. Rất là nảy luôn. Carbon hai da ha, cây này carbon hai da. Đây sẵn ít nè. Sẵn ít nguyên cần luôn. Từ gốc đến ngọn luôn nha anh em. Đây. Đó. À, cây này độ dài của nó là dài 1m8 nha. Dài 1m8. Thì cây này có giá của nó là để cho anh em giá là 950 thôi. Để cho anh em 950 anh em chơi ha, còn nguyên hộp luôn. Đây, nguyên hộp luôn, 950k. Mã số của cây này là mã số, cây này mã số 10 nha nè. Cây này anh em lấy nhanh thì còn ha, mã số 10 đó, còn hộp luôn. 950 thôi. Ok, tới cây mã số 11. Đây, mã 11 là một cây cần Henchy. Một cây Henchy dây trong. Đây, Henchy dây trong. Còn khá là đẹp ha. À, đọt số 10. Đọt cứng, độ cứng 10, dài 2m1 nha anh em. Cây này bộ phen là Fuji, phen dẫn là Sigon luôn ha. Phen dẫn là Fuji Sigon. Đây, bu cũng là Fuji Sigon luôn. Đấy. Thấy không? Cây này anh em là có thể là đánh được là Ikeda luôn nha. Đọt có dịu lắm anh em. Đọt đã lắm. Rất là cảm giác luôn. Anh em mà chơi câu mà câu bè, câu cá trắng luôn. Cây này khỏi chơi luôn. Nè. Rất là đã. Cây này được sản xuất ở Korea nha nè. Made in Korea nè. Đó, một cây Henchy dài 2m1. Dây trong. À, lâu lâu mới về được cây quá đẳng cấp. Thì cây này để cho anh em giá là 600k ha. Cây này để 600k cho anh em chơi. Mã số của cây này là mã số 11 nha anh em. Mã số 11 600k. Mã số 12. Đây, tới mấy cây cần UL nè. Đây là mấy cây UL nè. Anh em nào chơi UL thì lấy nha. Đây, 12 và 13 là giống nhau ha. Anh em nào có điều kiện thì lấy một cặp UL này về câu. Anh em có thể câu bè, câu cá trắng, câu gì cũng được nha anh em, câu tôm, câu mực rồi. Nếu mình không UL câu lua. Đây. Đây hai cây này dài 1m8 nha. Hai cây y chang nhau à. Cái này là nó dính giấy nè, giấy keo á. Anh em về vệ sinh keo ra ha. Đây nè. Cây này nó là UL nè. À. Dòng Chuti XM gì đó. Đây mã code đầy đủ luôn ha. Đó, line của nó là lua nè, dài mét phen bass là Fuji hết rồi. Thì nó là lua của nó là 0.8 đến 3 gram ha. 0.8 đến 3 gram thì anh em lua. Đó, anh em mấy cái chơi là chơi mồi thìa anh em. Mấy cái này là chơi mồi thìa. Đây bu nè. Thấy không? Hai cây y chang nhau à. Cây 12 13 thì y chang nhau luôn. Đó, về là một cặp luôn nè. Anh em nào có điều kiện thì lấy một cặp luôn cho trùng để chơi nha anh em. Đó. UL. Hàng UL này về cũng ít lắm á, cán là cán gỗ bằng luôn nè, cán gỗ luôn đó, phen bass là Fuji hết. Đây, phen bass là Fuji hết nha, có đóng chữ Fuji luôn ha. Thì một cây UL này có giá của nó là hai cây này là một cây là 600k nha anh em. Hai cây này một cây là 600k, mã 12 với mã 13 là giống nhau, đủ mới y chang nhau à. Đó, 600k một cây, mã 12 13. Đây, mã 14 này ngon nè. 14 là một cây này của hàng Daiwa Việt Nam xuất Nhật nè. Dòng Daiwa Việt Nam nè. Đây, Daiwa nè ha, chữ Daiwa nè. Cây này độ mới cao lắm, cây độ mới tầm khoảng 90% á. Đây, cây này dài 1m5 nha anh em. Cây là Lucel gì đó. Nè, dòng là của Daiwa Việt Nam nè, Made in Việt Nam nè.
nó dòng Việt Nam xuất Nhật ha. Lua lai của nó là 0.8 đến 4 gram. Nó cây này lua của nó là 0.8 đến 4 gram ha nè. Lai là 2 đến 4 lb. Đó, 0.8 đến 4 gram cho anh em chơi UL nữa nè. Đó, anh em nào hút thích UL thì đây. Cây này dài 1,5 m nha. Ha. Đó, UL dài 1,5 m nè. Cây là Fuji luôn nha. Cây này còn rất là đẹp luôn. Đó, 1,5 m. Khi cây này giá của nó cũng vẫn là 600k luôn nha anh em. Mã số cây này là 14 nha. Còn 15. Đây 15 này mấy đọc nè. Một cây UL dài có 1,2 m anh em. Cây này dài có 1,2 m thôi, 4 feet nè. Dài có 1,2 m à. Lua của nó là 2 đến 7 gram ha. Cây này là dòng L rồi. 2 đến 7 gram. Dòng là Contact. À, dòng Contact. Đây, cái dòng Contact là con nai nè. Ha. Cây này của hãng Korea quá, Korea xuất Nhật quá. Đây. Cái phôi đẹp lắm, cái phôi sừng gân anh em nhìn nè. Cái phôi sừng gân toàn thân luôn. Đó. Cận nguyên bản hết nha anh em, có 1,2 m thôi. Dạ. Đó. Anh em nào thích độ ngắn thì anh em khâu. Anh em lấy nha. Cây này có giá của nó là để cho anh em giá là hàng độc nha anh em, để anh em 500k ha. Cây này hàng độc. Em cây này em tính lại lấy lại câu bè chơi. Đó. Rồi mã số 15 là 500k ha. Đây. Mã số 16, 17 là hai cây cần này nó hay là một hai cây cần một khúc nhưng mà nó bị gãy đọt rồi. Nên nó còn là một cây là dài 1,7 m, một cây thì dài nó còn dài 1,5 m, hai cây này dài 1,7 m hết nhưng mà nó còn bây giờ là nó còn bằng nhau luôn nè, là nó còn chỉ là 1,5 m thôi. Còn 1,5 m thì hai cây này nó còn 1,5 m thôi, hai cây 1,7 m hết nhưng mà còn 1,5 m thôi. Hai cây cần lua, hai cây lua này bíp á. À. Anh em về anh em lấy cái phôi anh em đậu cầm hay gì đó, anh em đậu đọt gì đó thì anh em lấy nha, đọt này. Cái này rất là nảy nha anh em. Đó, mấy cái phôi của mấy cần lua này thì khỏi chơi rồi. Thì này, hai cây này đi bộ phim xích không? Nè, anh em thấy không? Bộ phim xích sáng tưng luôn. Đó, nè. Phim xích không? Đúng không? Chỉ có bu là bu, cái này là bu là nó thay vô thôi. Tại vì nó gãy rồi, nó phải thay bu khác mới được. Đó, thì anh em nào lấy thì dài 1,5 m nha nè. Anh em nào muốn chơi cần một khúc thì anh em lấy nha. Thì không chơi cần một khúc thì anh em về lấy khoen. Lấy khoen hoặc lấy phôi. Đó, anh em độ cần. Đó, thì hai cây này mỗi cây có giá là 400k. Mã số 16 và mã số 17 nha nè. Cây này 17 nè. Cây này 16 nè. Đó. Thì mỗi cây là 400k, chủ yếu là khoen anh em bộ khoen xích rất là ngon. Đó, anh em lấy 4 cái khoen xích nha. Ha. Nó lấy bát thì lấy gốc ly phèo phòi gì đó thì 16 17 này có giá là 400k một cây ha. Rồi, để lên máy nha nè. Máy thế này có 4 con à. Đây. Rồi mã số 18. Mã số 18 là một con Acos của Shimano. Một con Shimano hàng Malaysia. Con Acos size 2000 ha. Gato là 5 chấm cho anh em đua nha anh em. Con này lua được nha. Đó, đổi tay trái phải nha, mô hình sống nha anh em. Máy quay rất là một luôn. Đó, thì con này có giá của nó là 200. Con này có giá của nó là 250 thôi. Để cho em 250 con này thôi. Mã số của nó là 18 nha anh em. Con này mã số 18 250 thôi. Đó. Rồi tới mã số 19. Đây. Mã số 19 là con hàng ngon à. Con tàu Windpower XT. Hàng là tem lụa da ben luôn ha. Đó, tay quay đôi luôn. Nói anh em gáp với cây nào cũng được chứ. Máy quay rất là một nha nè. Đó, cái cây này nè. Cái con này nó có cái tay nha. Cái tay chỗ này nó hơi lắc nhẹ nha. Nói chung là sử dụng bình thường nha nè. Nè đây. Hơi lắc nhẹ cái tay đây nè. Đó ha. Đó. Đó, anh em ha. Nó hơi lắc nhẹ ở đây. Nhưng mà rất là chắc chắn nha anh em. Chứ không phải là lắc nhẹ là nó sụt sịch đâu. Anh em lua nè. Anh em cầm gì á thì anh em quay nhẹ tơn, không có
không có cảm giác gì ha. Chỉ khi nào anh em buông ra thì gì nó mới có cảm giác là nó hơi lắc ở đây thôi. Đó, máy thì rất là mượt rồi, máy là siêu mượt luôn, dây dù có sẵn luôn. Đó. Nào, dây dù có sẵn luôn. Con này bữa nay để giá xả giá rẻ cho anh em chơi luôn nè. 900k thôi. Con này 900k để cho anh em chơi luôn. Đây, mã số của con này là mã số 19 nha. Tờ Win Power còn đẹp, rất là đẹp luôn. Có 900k. Đó, anh em vô, anh em gáp vô lua chơi đi. Bao một cho anh em luôn. Thấy không? Rồi, con này mã số của con này là mã số 19 nha anh em. Size con này là size 2000 ha. Tôi đổi luôn. Rồi, cái mã số 20. Đây, mã số 20 là một con Alex 2000, quá đẹp luôn. À, con này có lỗi là bộ mắc một cái tem bên đây. Đi gan gì nè, mắc cái tem bên đây ha. Đó. Nói chung nhìn là cũng còn ok lắm ha. Con này rất là sáng luôn, tại mắc cái tem thôi. Mình để cho anh em giá rẻ cho anh em chơi nha. ABS đầy đủ nha nè. Con này có ABS luôn ha. Nè, khoen ở dây bằng thao luôn, anh em đánh dù thoải mái nha. Nè, cái họng này nó bằng thao quá nè. Không có bị mòn, không có bị xước nữa nè. Đó. Máy quay siêu mượt luôn. ABS đầy đủ luôn. Cán là tay cầm tay cầm đúng gỗ nữa nè, thấy không? Quá là ok rồi. Hàng Mã Lai nha, Shimano Mã Lai. Rồi, để cho anh em 300k con này thôi. Con này 300k lấy nhanh còn nha anh em. Mã số 20 300k. Rồi, 21 này đẳng cấp luôn. 21 là một con Nazi 4000 dòng ARB luôn. Mô bình sống đổi tay trái phải luôn. Nè, tay chơi lực luôn. Ha, tay quay chơi lực luôn. Dòng này luôn rồi, khỏi chơi rồi. Nazi Malay. Máy siêu mượt. Đó. Có nút trong dầu luôn nè. Rồi con này để 1 triệu thôi. Bữa nay để cho anh em 1 triệu con này ha. Còn rất là mới luôn nè ha. Rồi, mã số 21 1 triệu nha anh em. Dòng ARB luôn, trên ABS rồi. Con này là trên ABS luôn rồi. Đó. Rồi ok nha anh em, chào anh em ha.